Ngày 12 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Phan Đình Sang về tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, một số đối tượng có tư tưởng bất mãn sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán những thông tin xuyên tạc các chủ trương đường đối chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trên địa bàn Hà Tĩnh nổi lên là Phan Đình Sang, 57 tuổi, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê. Theo cơ quan chức năng, Phan Đình Sang nhiều năm qua chủ yếu sinh sống, lao động tại Lào. Do có tư tưởng bất mãn với chế độ, Phan Đình Sang đã đăng tải, phát tán chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử phỉ bán chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân